Xin chào các bạn để đến với Thuận Cáp video ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 30 tây tháng 7 năm 2020 tại Hoa Kỳ Có nghĩa là ngày thứ năm chúng ta đã sắp sửa kết thúc tuần này và chúng ta cũng đã sắp sửa kết thúc cái tháng 7 này Và các bạn thấy được là ngày hôm nay Việt Nam đã là ngày 31 tây tháng 7 năm 2020 đã là ngày thứ sáu Thì chúng ta hãy nhìn vào một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới những cái thông tin liên quan tới thị trường crypto Thì có một số những cái thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà nào mà theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì cũng đã biết là ngày hôm qua Thuận có đưa ra hai cái link. Một cái link đó chính là link Telegram channel, và một cái link là link Telegram group chat. Thì các bạn sẽ thấy được là hai cái link này là hai cái link mới Tại vì cái Telegram channel mà Thuận có trước đây Cái channel đó là không phải là do Thuận tạo cho nên Thuận muốn tự tạo một cái channel cho cộng đồng của Thuần Capital cho nên đã tự tạo ra cái Telegram channel Thuần Capital Announcements và cái group chat của Telegram Thuần Capital Discussion thì group chat này được tạo ra tại vì có rất nhiều bạn là hỏi thường là tại sao không có một nơi để cho mọi người cùng nhau bàn luận cho nên Thuần đã tạo ra một cái group chat để các bạn có thể cùng nhau bàn luận về thị trường crypto cũng như là thị trường tài chính nhưng mà chỉ là các bạn không thể nói tục chúng ta không thể không tôn trọng lẫn nhau và cũng không được dùng cái group chat này để mà quảng cáo ngoại trừ điều đó ra các bạn có thể là bàn luận những tài liệu mà các bạn cần phải nói tới trong thị trường crypto cũng như là thị trường tài chính Như mà nào mà có hứng thú muốn tham gia những cái link telegram này thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những thông tin chúng ta bây giờ nói tới cái thông tin đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một cái thông tin mà thuận cảm thấy là nhiều người cũng không có nhiều cái sự quan tâm đến chính là liên quan đến Joe Rogan nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển chúng ta hãy nói về Joe Rogan thì các bạn cũng đã biết là Joe Rogan là một người rất là nổi tiếng và trong cái podcast của Joe Rogan trong cái episode gần đây đã nói về đồng BTC thì nhiều bạn cho đây không phải là một cái thông tin quan trọng tại vì Joe Rogan nói về BTC là tại vì được tài trợ bởi công ty Cash App một cái công ty mà cho các bạn có thể là tải ứng dụng về và mua những tiền kỹ thuật số cho nên công ty Cash App này đã tài trợ một cái episode của Joe Rogan có nghĩa là mua quảng cáo thì Joe Rogan đã đọc Bitcoin là một loại tiền kỹ được số chuyển đổi hoạt động như là một mạng thanh toán ngân hàng phi tập trung được cung cấp bởi người dùng không có cơ quan trung ương đây là những gì mà Joe Rogan đã đọc trong cái episode này liên quan đến việc là Cash App tài trợ quảng cáo thì nhiều người cho đây cũng không phải là một cái thông tin lớn nhưng mà các bạn cần phải nên biết một điều là Joe Rogan là một người rất là thích đồng BTC thì Joe cũng đã chia sẻ là Joe Rogan thực sự là không cần nhận tài trợ của Cash App nhưng mà ông ta nói là nếu như mà ông ta đã là một người mà thích BTC thì tại sao lại không nhận tiền tài trợ các bạn có hiểu điều đó hay là không tại vì chúng ta cũng đang nghe Joe Rogan nói thêm là tôi rất thích nó vì này Joe Rogan rất là thích BTC tôi ước đó là cách chúng ta trao đổi tiền tệ và có thể đó sẽ là tương lai. Các bạn thấy được là Joe Rogan là một người mà rất là hiểu về BTC và cũng rất tin tưởng vào BTC. Tại sao thì các bạn thấy được là Joe Rogan đã từng mời Andreas Antonopoulos lên trên cái podcast của Joe Rogan hai lần, 446 và 844. Đây là hai cái con số episode mà Andreas Antonopoulos đã lên À, trên podcast của Joe Rogan để mà nói về BTC các bạn có đã biết là Andreas Antonopoulos là một người rất là nổi tiếng trong thị trường crypto này Andreas Antonopoulos là một người mà đã từng viết ra rất nhiều quyển sách trong đó có một quyển rất là nổi tiếng nhiều bạn có đã biết tới đó chính là The Internet of Money hay là Internet của tiền tệ và đã tặng cái phiên bản 0001 cho Joe Rogan cho nên Joe Rogan là một người mà cũng rất hiểu về BTC và Joe Rogan các bạn cũng đang thấy là mới vừa tháng 5 mới đây năm 2020 đã ký hợp đồng 100 triệu đô la với lại công ty Spotify để mà có được cái podcast của Joe Rogan ở trên Spotify và Joe Rogan có 9,1 triệu người đăng ký trên YouTube một cái kênh YouTube rất là lớn các bạn thấy được là những cái video có số lượng coi rất là nhiều trong thời gian gần đây và hàng tháng thì có 200 triệu người nghe podcast như là họ tải podcast của Joe Rogan về để mà nghe cho nên Joe Rogan nói về BTC và kêu gọi mọi người mua BTC và nói ông ta rất là thích BTC là một điều rất là lớn mà chúng ta cần phải lưu ý đến Các bạn thấy được là tháng này ít nhất là có 200 triệu người sẽ nghe về cái thông tin này của Joe Rogan khi mà họ xem cái podcast mà mới vừa được đăng lên À, chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin khác ngày hôm nay Thì các bạn thấy được là một trong những cái tài liệu mà khi chúng ta đọc thì cảm thấy là một tài liệu tốt Nhưng mà khi mà nhìn kỹ hơn thì thực sự mà nói là cũng không có nhiều điều mà chúng ta có thể nhận được từ tài liệu này Tại vì các bạn thấy được là tài liệu được đưa ra là các địa chỉ ví giữa Ethereum đã có cái lợi nhuận tăng 132% kể từ tháng 7 năm ngoái cho tới bây giờ, nghĩa là trong vòng một năm qua thì đã có hơn 132% của cái số lượng ví chứ không phải là tăng 132% từ cái mức mà họ mua chứ mình thấy được là những địa chỉ ví mà có lợi nhuận đã tăng 132% thì các bạn thấy là gần đây Ethereum đã trở về hơn 300 đô sau một năm thì các phân tích của cái trang web Into the cho thấy đây cái số lần ví Ethereum đã có lời đã tăng gấp đôi từ 13,5 triệu lên tới 31,37 triệu địa chỉ ví tổng cộng có nghĩa là cái con số ví mà có tiền lời đã tăng lên từ 13 triệu đến 31 triệu đây là một cái sự tăng trưởng rất là nhiều nhưng mà cái phân tích này có nghĩa là phân tích của Intuitive Plus cũng cho thấy được là nhiều người tận dụng cái cơ hội mà Ethereum đi xuống nhanh vào tháng 3 ngày 12 tây lúc đó các bạn thấy là Ethereum đã đi xuống gần 100 đô và đã có rất nhiều người bắt đầu từ lúc đó đã tích lũy rất nhiều Ethereum chúng ta có thể thấy được trên cái biểu đồ này là cái số lượng người mà mua Ethereum nghĩa là màu xanh dương các bạn Nghĩa là màu xanh lá cây các bạn thấy được đã từ từ tăng lên trong cái thời gian là khoảng chừng giữa tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại có nghĩa là rất nhiều người đã tranh thủ cái thời gian mà Ethereum dưới 300 đô để mà tức tự theo thêm Ethereum để dẫn đến việc là trong vòng chỉ có mấy tháng qua và đã dẫn tới là có 18 triệu ví đã có được lợi nhuận thì làm sao họ biết được là cái ví nào có lợi nhuận cái ví nào không có lợi nhuận thì một trong những cách mà họ làm đó chính là họ nhìn vào cái giá trung bình của Ethereum khi mà Ethereum được nạp vào cái ví đó, nghĩa là các bạn thấy là hôm nay nạp Ethereum, ngày mai nạp Ethereum, thì họ sẽ lấy cái giá trung bình à, giữa hai cái đợt nạp đó để biết được cái ví đó bây giờ đang có lời hay là có lỗ. đương nhiên khi mà nạp tiền vào ví cũng không nghĩa là các bạn mua, các bạn có thể là đơn giản di chuyển tiền à, từ ví cá nhân này qua cái ví cá nhân kia, cho nên cũng không có nói được đây là người ta mua ở cái giá đó. đương nhiên các bạn thấy được là cái số lượng ví 18 triệu ví có lời à, dưới 300 đô có nghĩa là lúc đó là những cái ví này đã được tạo ra và nạp Ethereum dưới 300 đô thì đương nhiên có một phần trong số lượng ví đó là người ta mua để mà nạp vào và các bạn thấy được là 31,37 triệu ví có được lợi nhuận không có nghĩa là 31 ba triệu người là có lợi nhuận các bạn thấy được là một nhà đầu tư có thể có được nhiều cái ví như là bản thân thường cũng có ít nhất là mười mấy cái địa chỉ ví Ethereum tôi nghĩ các bạn cũng là như vậy và điều quan trọng hơn tôi thấy được chúng ta không nhận được cho bài viết này đó chính là lời bao nhiêu thì nếu như mà lời nhiều thì đây là không phải là một điều tốt đối với giá cả tại vì mình thấy được là nếu như mà lời nhiều thì sẽ dẫn đến việc là những nhà đầu tư chốt lời có thể làm ảnh hưởng xấu đối với giá cả của Ethereum trong thời gian ngắn hạn Đây là một điều mình muốn chia sẻ với các bạn Thì chúng ta còn một số những cái thông tin liên quan tới Bitcoin cũng như là liên quan tới cái vụ lừa đảo Plus Token Nhưng mà thường có một thông tin khác thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới sàn Bybit Thì bây giờ sàn Bybit đang có một cái cuộc thi đấu gọi là WSOT thì cái giải thưởng sẽ lên tới là 200 đồng BTC được để riêng ra để mà trả thưởng cho những người mà tham gia vào cuộc thi đấu này những người nào mà có thú muốn tham gia sàn bài bích hay là có thú muốn tham gia vào cái cuộc thi đấu này thì các bạn có thể tham gia bằng cách tờ bấm vào cái link ở phía dưới video này và sẽ có một cái link bài viết tiếng Việt để các bạn có thể hiểu được là tham gia bằng cách nào và sau đó thì các bạn làm sao để có thể nhận được giải thưởng và những cái quy luật liên quan tới cuộc thi đấu này là như thế nào tất cả những chi tiết nằm phía dưới video này và những bạn nào mà đang tìm hiểu những sàn giao dịch crypto thì trước khi mà các bạn tham gia một, một sàn nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng khác ví dụ như là ưu đãi cho sàn margin FX đăng ký thông qua liên thuận capital các bạn có thể điện đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính theo trade miễn phí hay là các bạn tham gia vào sàn margin bybit sàn binance và sàn coinbase chúng ta nói tới một cái tài liệu khác nữa đây là tài liệu được chia sẻ bởi classno thì tài liệu này khác với lại ethereum các mình thấy là tài liệu liên quan tới ethereum thì nhiều người cho đây là một cái tài liệu tốt tại vì cái số lượng ví có lời được tăng lên nhưng mà ngược lại với lại btc thì những cái thống kê của Lasno cho thấy được là cái số lượng lớn bị Bitcoin đã được di chuyển lên trên sàn từ các thời đào Các bạn thấy được đây là cái biểu đồ mà bao nhiêu Bitcoin được di chuyển lên sàn từ các thời đào Thì trong thời gian mấy ngày qua chúng ta thấy có sự tăng trưởng rất là cao cái Có nghĩa là cái đường màu đen này đã có sự tăng trưởng rất nhiều Thì các bạn thấy được là 24 tiếng đồng hồ vừa qua dựa theo bài viết Thì cái số lượng BTC được đưa lên những cái sàn giao dịch từ các thời đạo đã tăng lên tới 46,5% thì khi nghe 46,5% thì con số rất là lớn Các bạn có thể cảm thấy là hơi quang mang Tại vì các thấy được là những thợ đào Khi mà họ đưa Bitcoin lên trên sàn Thì đương nhiên là để bán chứ không phải là họ đưa lên Để chơi cho vui Và con số 46,5% này là một con số tăng trưởng rất là nhiều Nhưng mà 46,5% này chỉ là khoảng 94.000 đô la cho nên các bạn thấy được là sự ảnh hưởng là gần như là không có tại vì những sàn giao dịch mà họ thông báo hàng ngày là cái số lượng mà họ giao dịch đã lên tới 24 tỷ hàng ngày cho nên các bạn thấy là 94.000 thì đương nhiên không có cái sự ảnh hưởng lớn đối với cái giá cả của BTC và dựa theo Bytree thì trong vòng 7 ngày qua những cái thợ đào thực sự đã đào được là khoảng 6.556 đồng BTC và họ đã bán ra gần như đưa lên trên sàn là 7.060 đồng BTC thì các bạn thấy được là thợ đào đưa nhiều đồng lên trên sàn hơn là cái số đồng họ đào được thì điều này cũng không có gì gọi là quá bất ngờ tại vì các bạn thấy được là những thợ đào họ có thể bán hơn 500 hay là 600 BTC nhiều hơn là họ đào cũng là một điều cũng không có gì gọi là quá bất bình thường chúng ta cũng thấy được hàng ngày đây là một chuyện cũng đã xảy ra nhất là các bạn thấy là khi mà giá cả BTC tăng lên thì những cái thợ đào họ tích lũy BTC từ bấy lâu nay sẽ tranh thủ thời gian này để mà bán BTC ở cái giá cao để họ có lợi nhuận cao hơn. Tại vì các bạn thấy được là những thời đào thì cũng giống như là thuận rồi các bạn khi mà họ mua thì đương nhiên là họ muốn chờ một giá tốt để bán và ngược lại, khi mà giá cái đi xuống thì có thể là nhiều cái xưởng đào, những xưởng đào nào mà họ có cái số tiền lưu trữ thì họ có thể là không bán BTC tại vì họ không muốn bán với cái giá xấu. Cho nên các bạn thấy đây là một chuyện mà nếu như mà họ bán nhiều hơn là cái số mà họ đào được thì sau này họ sẽ bán ít hơn cái số mà họ đào được tại vì BTC trong tay của miner cũng chỉ có là bao nhiêu đó. Đây là tin tức liên quan tới Bitcoin tôi muốn chia sẻ với các bạn và tin tức liên quan tới Plus Token thì thông tin được đưa ra từ một cái trang web gọi là trang news của Trung Quốc nói là 27 người lãnh đạo của cái dự án lừa đảo Plus Token đã bị bắt giữ nhưng mà nào mà mới tham gia vào thị trường này có thể là không biết tới Plus Token là một cái sự lừa đảo như thế nào thì Plus Token là một cái dự án lừa đảo mà coi như là lớn nhất từ trong lịch sử crypto cho tới bây giờ đã lừa đảo được là gần 6 tỷ đô la 5,7 tỷ và đã có hàng ngàn người bị lừa đảo và có sự đáng tiếc ở đây là các bạn thấy được là nhiều người như là bản thân thường thường sự mà cũng không biết tới plus token chỉ tới lúc mà cái vụ lừa đảo này bị sập thì chúng ta mới nghe được tin tức được đưa ra từ những bài báo là đã có một cái lừa đảo liên quan đến crypto của plus token mà đã lấy mất đi rất nhiều tiền từ những cái nhà đầu tư mà họ không hiểu gì đã lấy mất đi là 5,7 tỷ đô la thì các bạn thấy là những cái tổ chức lừa đảo họ rất là thông minh họ sẽ không tìm tới những cái nơi nào mà họ cảm thấy là người ta hiểu về tiền kỹ thuật số họ sẽ đi vào những cái nơi mà họ cảm thấy là người ta không biết gì về tiền kỹ thuật số và họ sẽ tạo những cái group và tạo những cái buổi offline để mà kêu gọi đầu tư vào. Thì Plus Token lừa đảo này nhiều người cho đây là lý do tại sao mà năm ngoái, năm 2019 khi mà BTC lên 14.000 đô gọi lại đi cho xuống tại vì Southream Plus Token À, lừa đảo được rất nhiều đồng BTC cả mấy tỷ đô la BTC thì họ đã bán đồng BTC này khiến cho giá cả đi xuống năm 2019 và cái vụ lừa đảo Plus Token này đã xóa ngôi cái vụ lừa đảo lớn nhất trước đó đó chính là vụ lừa đảo của IFAN và Pincoin như mà nào mà trong thị trường crypto này năm 2018 thì cũng đã biết đến cái vụ lừa đảo lớn ở Việt Nam là IFAN và Pincoin đã khiến cho rất nhiều người mất tiền bây giờ Plus Token là vụ lừa đảo lớn nhất thì ngoả trừ những cái lãnh đạo mà chúng ta mới vừa nói tới thì đã có 72 thành viên À, chính của dự lừa đảo này đã bị bắt giữ. Cái vấn đề của những cái vụ lừa đảo này ngoài chuyện việc đáng tiếc là nhiều người bị gạt tiền, nó cũng bình thường rất xấu đối với tiếng tầm của tiền kỹ thuật số. Tại vì khi mà nhiều người không biết tới thị trường này, họ chỉ nhận được tin tức từ những cái đại truyền hình thì họ thấy oh plus token rồi lừa đảo hay là họ thấy là những dự án như là Bitconnect rồi lừa đảo, thì họ sẽ liên tưởng mỗi lần nghe nói tới tiền kỹ thuật số hay là tiền ảo họ sẽ liên tưởng tới là lừa đảo. Đây là một điều mà không tốt đó với thị crypto cho nên những cái dự án này không chỉ là gạt tiền mà cũng làm ảnh hưởng rất xấu đối với cái tiếng tầm của thị crypto này nhìn vào thị trường ngày hôm nay thì các bạn thấy được là hôm nay cũng là một ngày rất là im lặng các bạn thấy là BTC thì giá cả tính theo USD thì là 11.027 đô lên 0,17% lên rất là thấp coi như cũng đã đi hàng ngang so với ngày hôm qua thì các bạn thấy là những cái altcoin khác thì có một số những sự tăng trưởng rất nhiều màu xanh ở trên màn hình như là chúng ta thấy Ethereum thì lên 4%, XRP lên 1% hay là LTC lên 2% và rất nhiều những cái altcoin lớn cũng đã có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay. Và khi mà chúng ta đổi cái biểu đồ này trở thành tính theo giá BTC thì các bạn thấy được là rất nhiều những cái altcoin khác ngày hôm nay đã vượt trội hơn Bitcoin tại vì chúng ta thấy được là khi mà BTC đi hàng ngàn thì thường có một số vốn hóa sẽ được chuyển vào những cái đồng altcoin. Và đây là tất cả những thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.